Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2018, Ngọc Bền có cập nhật lan mới về. Thì hôm nay Ngọc Bền cũng giới thiệu luôn cho tất cả các bạn những mặt hàng lan mà hôm nay Ngọc Bền có để chia sẻ cho tất cả các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Trước khi giới thiệu về các mặt hàng lan thì em giới thiệu về em tên là Ngọc Bền nhé. Em ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Các bạn đặt hàng thì hãy gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại của Ngọc Bền là 0984754102 nhé các bạn nhé. Vì thời gian cũng gấp rút trong ngày á, nên là cũng rất nhiều cuộc gọi điện thoại gọi trùng lặp nhau, nên là rất nhiều bạn sẽ không gọi được cái điện thoại vào số của Ngọc Bền, nên là cũng rất xin lỗi những bạn đấy, là phải gọi rất nhiều lần trong ngày luôn nhưng mà không lấy được những cái giỏ lan đẹp cho mình. Điều đấy thì Ngọc Bền rất tiếc với các bạn ấy, với cả Ngọc Bền thực sự là rất xin lỗi, tại vì Ngọc Bền chỉ có một người để trực một số điện thoại thôi, nên là cũng hơi vất vả. Sau này Ngọc Bền sẽ có thời gian hơn thì lúc đấy sẽ cập nhật thêm một số điện thoại mới để tiện cho các bạn gọi vào để đặt hàng hơn. Và rồi bây giờ Ngọc Bền đi vào giới thiệu từng mặt hàng của ngày hôm nay của Ngọc Bền đang có luôn. Hôm nay chủ yếu em về là dòng giáng hương. Như các bạn đang thấy đây, trước mắt đây là hầu như đều là lá xếp, là giáng hương quế. Đấy, giáng hương quế thì có hai loại nhé các bạn nhé. Loại cây to là ở bên kia, và loại cây nhỏ là bán theo hàng kg. Loại cây to thì bán theo cặp. Còn cái thứ hai là cái tam bảo sắc. Cái thứ ba là giáng hương đuôi cáo. Giáng hương đuôi cáo thì cũng có hai loại, loại nhỏ và loại to. Tí nữa Ngọc Bền sẽ đề cập giá chi tiết vào từng loại một cho các bạn dễ mua cho mình cái giỏ lan đẹp vào vườn á, thì dễ dàng hơn. Và cái thứ ba là giáng hương Vanda hương chanh. Đợi, à cái thứ tư là Vanda hương chanh. Và cái thứ năm là có cả cái giáng hương Huệ. Giáng hương lan Huệ, đại Huệ. Đấy, và còn những dòng hoàng thảo thì Ngọc Bền có u lồi, nhất điểm hoàng có 1 ký, có ngọc thạch, có hạc vĩ bắc, có kim điệp xuân, rồi có đùi gà tròn, có chuối ngọc, có ý ngọc, và có cả kiều vàng, có thêm hoàng thảo long nhãn, hoàng thảo vôi, với cả hoàng thảo môi tua. Đấy. Và hôm nay còn đặc biệt hơn là có thêm cả cái lấy được 2 rề lan đùi gà dẹt hoa trắng hàng rừng, nhưng mà đã được người dân họ trồng thuần ở trên những cái cây gỗ lớn á, nên là cũng chỉ bóc về thôi, không lấy được nguyên bản các bạn ạ. Và cái đấy thì em sẽ bán theo thân, mà lúc này em sẽ tả chi tiết về cái loại đấy cho các bạn nhé. Rồi, trước mắt các bạn đang thấy đây thì là cái giáng hương quế. Quế đa số đều là lá xếp nha các bạn nhé. Lá xếp, lá to này. Đấy. Đây là đống này là Ngọc Bền bán theo dòng kg nhé các bạn nhé. Đấy. Chi tiết về mặt hàng của Ngọc Bền đây. Có cả lá to, lá nhỏ, và cũng có những cái lá mà nó bị vàng này. Những lá vàng này trước khi gửi hàng đi thì Ngọc Bền sẽ cắt bỏ để tại vì những cái loại lá này thì nó cũng đã bị chết, nó rụng, nó bị chết. Đây, những lá rụng này Ngọc Bền sẽ cắt bỏ để cho các bạn nhé. Đấy. Đấy, đều đa số đều là quế xếp các bạn ạ. Đấy, lan quế loại hàng kg này em bán giá là 450.000 một kg nhé các bạn nhé. Là quế loại cây nó cũng dài tầm khoảng 10 đến thân lá nó dài tầm khoảng 10 đến 20 phân, không đến 20 phân cho lắm các bạn ạ. Có cây nó to lắm thì nó sẽ được 20 phân trên 20 phân. Đấy. Là 450.000 một kg nhé các bạn nhé. Còn đây là cây quế loại cây to. Em bán theo cặp cho các bạn nhé. Một cặp như thế này là 150.000 nhé các bạn nhé. Đấy, loại cây to có giá khác, với cả loại cây nhỏ thì bán theo hàng kg. Thì loại cây to này nó sẽ rơi vào mỗi cây là 1 lạng, 2 cây sẽ là 2 lạng, 5 cây là 5 lạng. Thì cái này Ngọc Bền sẽ bán theo cặp nhé, 150.000 một cặp nhé các bạn nhé.
Đấy, 150.000 là một cặp như thế này nhé các bạn nhé. Đây là lan quế. Lan quế này là quế tháng 8 nhé các bạn nhé. Hàng kg cũng là quế tháng 8 và hàng cây to này cũng là quế tháng 8. Và tiện thể đây em giới thiệu luôn cái lan Huệ Đồng. Loại cây này chủ yếu chúng ta là lấy về trồng xem lá thôi nhé. Đấy, nhìn cây lá rất to đúng không? To bự. Dòng này để sưu tầm thôi các bạn ạ. 100.000 một cây. 100.000 một cây nhé các bạn nhé. Lan Huệ nhé. Tên gọi là lan Huệ nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, có những cây rất to khủng luôn. Đấy, dòng cây này thì vừa rồi mới tàn hoa, cho nên là lúc mùa hoa này là lúc mùa chúng ta để thuần cây, nên là em cho dân khai thác về để cung cấp cho các bạn luôn. Là 100.000 một cây nhé các bạn nhé. Đấy. Còn đây là đùi gà hoa trắng của em đây. Những bông hoa rất to mà chuẩn bị tàn này, hoa trắng muốt hết luôn. Tí nữa em sẽ giới thiệu vào cuối clip nhé các bạn nhé. Còn đây là hoàng thảo u lồi. Hoàng thảo u lồi có giá là 380.000 một kg đây. Nhá các bạn nhé. 380.000 một kg. Đấy, hoàng thảo u lồi đang có mầm này, nở hoa mùa xuân nhé các bạn nhé. Hoàng thảo u lồi nở hoa, nếu mà những vùng nóng nóng thì nó sẽ nở hoa đúng dịp Tết luôn các bạn ạ. Hoàng thảo u lồi là 380.000 một cân. Và đây là cái giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc có giá là 150.000 một cân. Đây là một bông hoa giáng hương tam bảo sắc đây. Hàng rừng nhé các bạn nhé, nên là lá nó sẽ bị héo đôi chút. Đây là những cái bông hoa mà giáng hương tam bảo sắc đây. Đấy, cánh trắng muốt và có một cái lưỡi màu tím ở giữa. Đấy. Đây nhá các bạn nhá, rất thơm luôn các bạn ạ. Ngọc Bến đang cầm quay cái bông hoa giáng hương tam bảo sắc này mà rất thơm luôn, thơm ngào ngạt. Mùi hương rất dễ chịu và đặc biệt các bạn ạ. Đây những cái vòi hoa rất dài này. Đấy, đây là những cái vòi hoa rất dài này. Đấy, còn ở trong đống 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Ngọc Bến sẽ cân từng bó để gửi cho các bạn nhé. Đấy. Và đây cũng là một loại hàng 150.000 một cân đây. Cáo, loại cây vừa, 150.000 một cân đây. Đấy. Lan giáng hương đôi cáo thì hiện giờ cũng đang ra những cái vòi hoa nha. Đây, để chúng ta sắp tới sẽ được xem hoa luôn. Đây nhé các bạn nhé. Lan giáng hương đôi cáo nhé. Đấy, loại cây nhỏ. Cây này thì bị gãy ngọn thì Ngọc Bền sẽ không gửi hàng cho các bạn nữa, mà Ngọc Bền sẽ loại bỏ để cho vườn trồng thuần. Nhưng những cây này cũng xấu quá nên là Ngọc Bền không gửi hàng cho các bạn này. Đấy, những cây xấu này. Đấy, cái này là lúc lấy hàng về là các bạn ấy xếp lại luôn, là chưa chọn lọc nhé các bạn nhé. Đấy, dòng cáo nhỏ 150.000 một kg. Và đây em có cáo to. Cáo loại cây to 10 cây 1 kg nhé. 10 cây như này là 1 kg này các bạn này. Đấy, cũng đang có những cái vòi nụ này. Đấy. 200.000 1 kg nhé các bạn nhé. 200.000 1 kg cáo loại cây 10 cây 1 kg này, nhìn cái vòi nụ đấy. Đấy, cái vòi cũ của năm ngoái là rất dài này các bạn nhé. Nó dài như đuôi của một con sóc luôn. Đấy. 10 cây 1 kg. 200.000 một kg nhé các bạn nhé. Tương ứng với 20.000 một cây này. Đấy. Và đây là cái giáng hương Vanda. Giáng hương Vanda hương chanh đây, được giới thiệu rất là nhiều. Những cái mặt bông này, như bông này là nhỏ, nó không được to cho lắm, bông này là tương đối nhỏ thôi. Có những bông rất to luôn các bạn. Hoa rất thơm. Hoa thơm như hoa tam bảo sắc, mùi hương nó tỏa ngào ngạt lắm các bạn ạ. Đấy, những cái bông hoa nở còn nở căng đây. Đấy. Đây là những bông hoa còn nở căng đây các bạn ơi. Nhá. Đấy. Chi tiết về hàng Vanda như này đây. Hàng kg 150.000 một kg thôi các bạn ạ. Đấy. 150.000 1 kg thôi. Chỗ này em chỉ còn nó 1 kg, nó được rất là nhiều. Như bó này nó chỉ rơi vào độ khoảng 4 lạng này. Như một bó này nó rơi vào khoảng độ 4 lạng. Các bạn có thể lấy nửa ký là để đủ trồng một giỏ rồi. Và đây em giới thiệu cái dòng hoàng thảo thì em có hoàng thảo tam bảo sắc, hoàng thảo ngọc thạch ba màu.
Đấy, Hoàng Thảo Ngọc Thạch ba màu nhà em đây. Hiện tại thì lúc khai thác về thì lá cũng vàng, rụng bớt. Đấy, có những thân to mà lên những cái mầm cũng rất đẹp luôn các bạn ạ. Có lấn ý không? Đấy, Ngọc Thạch ba màu nhé các bạn nhé. Đấy, Ngọc Thạch ba màu nhé. Đấy, Ngọc Thạch ba màu là tình trạng bây giờ là cây đang ra những cái mầm nụ như này đây, nhưng mà những cái mầm nụ ra khá dài rồi nên là cái việc giữ nụ là không còn được đẹp nữa các bạn ạ. Nên là cái nụ nó bị rụng bớt. Đây là những cái nụ của nó đây. Đấy, những cái nụ đây. Nụ những cây nào nó đang to lắm rồi nhưng mà nó bị rụng, hay bị rụng nhiều lắm các bạn ạ. Những cái nụ của nó đều bị hỏng hết này. Có những nụ là nào là nó mới nhú như này là còn giữ được này. Đấy, ở ngay giữa ngón tay. Đấy, chỗ ngón tay trỏ của em nhé. Đầu ngón tay cái này là những cái nụ nhá, đây này. Đấy. Ngọc Thạch ba màu có giá là 200.000 một kg. Và còn đây là cái nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng hôm nay chỉ có 1 kg thôi này các bạn này. Đấy, nhất điểm hoàng chỉ có 1 kg thôi các bạn. Đấy. Nhất điểm hoàng rất đẹp luôn. 120.000 một kg này thôi. Nhất điểm hoàng. Và còn đây là cái hạc ví Bắc nhé các bạn nhé. Hạc ví Bắc có giá là 300.000 một kg nhé các bạn nhé. Sẽ có cả những cái dề rất nhỏ luôn như này. Và cũng có cả những dề này. Một hai thân mà rất to luôn. Ba, như cái này ba mầm này. Đấy. Này một mầm nữa này. Đấy. Một mầm này. Chi tiết hàng cơ sở nhà em đây nhá các bạn nhá. Đấy. Đấy, cũng có cả những dề đây. Và trên này nữa này. Đấy. 300.000 một kg. Và còn đây em còn có thêm cái lan tóc tiên Bắc. Tóc tiên Bắc thì hôm nay em về thêm mấy kg đây. Mặt hàng này luôn được các bạn ấy lựa chọn rất là nhiều. Mà hàng lại về rất ít. Và hầu như đều hết rất nhanh. Tại vì màu hoa của nó là một màu tím sặc sỡ. Mà những chùm hoa rất dài đúng không các bạn? Đây này. Những chùm hoa mà bây giờ còn quả đây. Mà loại hoa này nó nở vào đúng dịp Tết luôn. Đấy là hoa tóc tiên Bắc. Đấy. Như một cây thôi mà nó có thể cho được 3 đến 4 vòi hoa. Như cây này là vào 2 vòi hoa này. Lúc vào Tết này. Đấy, một cây nhỏ ti ti thôi. Nhưng mà nó vẫn cho được ra được 2 vòi hoa. Mà hoa nó lại tím đậm, sặc sỡ. Mà nở đúng Tết. Và còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì nở như ở những vùng nóng thì cây có khả năng sẽ nở đúng dịp Tết. Đấy. Kim điệp xuân có giá là 150.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy, chi tiết hàng nhà em đây. Cây, tình trạng cây là đang lên mầm nhé các bạn nhé. Đấy, tình trạng cây là đang lên mầm nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, cây đang lên mầm này. Hoa nở mùa xuân nhé. Kim điệp xuân có giá là 150.000 một kg. Và còn đây em có chút kiều vàng. Kiều vàng ngày hôm nay đây. Em có chút ít thôi, không có nhiều. Kiều vàng chắc chỉ còn tầm khoảng 3 kg. Thân to đẹp luôn. 180.000 một kg nhé các bạn nhé. Kiều vàng nhé. Đấy. 180.000 một kg. Là lan kiều vàng nhé. Còn đây là lan ý ngọc 250.000 một kg này. Đây là lan ý ngọc nhà em nhé. 250.000 một kg. Đấy, lan ý ngọc này em giới thiệu clip, hầu như clip nào cũng có giới thiệu nên là các bạn cứ để ý các mặt hàng. Tình trạng cây là đang hoa này. Hoa là đang bắt đầu rụng rồi. Những cái họng hoa màu tím này. Và cánh nó trắng muốt nha các bạn nhé. Và còn đây là hoàng thảo chuối ngọc đây. Cái chuối ngọc này thì nó chỉ là hàng giống, không được nhiều dề đẹp. Nên là em bán có giá là 200.000 một kg thôi.
Đấy, như các phiên trước thì hàng dề đều đẹp thì em bán giá là 250, nhưng mà đợt hàng này là chủ yếu là hàng rỗng nên nó bán giá là 200 ngàn 1 kg thôi. Đây, tình trạng cây là đang lên những cái mầm cây con nhé các bạn nhé. Tình trạng cây là đang bắt đầu mọc lên những cái mầm cây con nhé, là đúng lúc để chúng ta là mua làm giống lấy vào vườn luôn. Đấy, chỉ còn tầm khoảng 3 kg này. Còn đây hoàng thảo đùi gà tròn. Hoàng thảo đùi gà tròn có giá là 230.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, hàng rất đẹp luôn. Hôm nay hàng đùi gà tròn đều đẹp nhau. Đấy, thân không phải to lắm mà cũng không phải nhỏ, à, rất đều đẹp luôn các bạn ạ. 230.000 1 kg nhé. Hiện nay là giá nó hàng đẹp họ bán giá khác, hàng xấu họ bán giá khác. Nên là việc em nhập hàng cũng rất là trôi nổi, nên là cái giá thì em cứ báo theo từng clip mà có hàng thôi. Đấy, rất đều đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, việc gửi hàng đi thì chúng em sẽ san sẻ cho đều bằng nhau hết nha các bạn nhé. Đấy. Đấy. Hàng đều đẹp luôn, 230.000 1 kg. Mùa hoa thì mới tàn nên là bây giờ đang là mùa mọc những cái mầm cây con mới. Việc chúng ta thuần cây rất dễ dàng. Còn đây là hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua em có 2 kg thôi. Tình trạng cây môi tua là bây giờ nó đang cho rất là nhiều nụ luôn các bạn ạ. Đấy, những cái thân già này đang nụ này, một nụ ngay ngón tay trỏ của em nhé. Đấy, những cái thân ngắn ngắn nhỏ nhỏ này cũng đang nụ này, một nụ đây. Đấy, đang rất nhiều nụ, đang mùa nụ và chuẩn bị lên những mầm cây con, nên là chúng ta mua vào thời điểm này để thuần cái hoàng thảo môi tua là rất tốt nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, nhìn cây nào càng sơ sát lại cây đấy lại là càng là cái cây nó nhiều nụ các bạn ạ. Cây nào mà còn nhiều lá là tức là nó được sống cái điều kiện nó râm mát, độ ẩm cao nên là thường thì nó không cho nụ. Đấy, như cây này là xanh tốt luôn nhưng không cho nụ, tại vì dòng ran rừng cái đặc tính của nó là cứ phải thiếu nước, cứ gặp hạn hán là bắt đầu nó lại nở nhiều hoa để kết thành nhiều trái. Chứ còn đang lúc nó sống ở điều kiện thuận lợi nhất, tức là đủ nước, thức ăn nước uống thì nó lại chủ yếu phát triển về rễ mà nó lại không cho hoa nhé các bạn nhé. Nên là gần đến mùa hoa là chúng ta đều phải cắt nước, không tưới nước cho cây cây lan rừng nữa thì cây sẽ cho chúng ta những cái bông hoa sặc sỡ. Còn đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi hàng rỗng 250.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, 250.000 1 kg. Tình trạng cây là đang mọc những cái mầm và những cái lá rất mềm mỏng nên rất dễ bị tổn thương. Cũng như các bạn đang thấy đây, nó rất nhiều lá bị nó bị dập đúng không? Nhưng mà những cái lá này là không ảnh hưởng mấy. Chủ yếu chúng ta nuôi những cái đọt mới này, những cái đọt này không bị tổn thương là được rồi các bạn nhé. Đấy, 250 1 kg nhé các bạn nhé. Hoàng thảo vôi. À, em xin lỗi. Em xin lỗi, em bị nhầm nhé các bạn nhé. Em giới thiệu lại tên của loại này là hoàng thảo long tu xanh hoa tím nhé. Em xin lỗi tất cả các bạn rất nhiều, tại vì hôm qua em hơi bị thiếu ngủ nên là cũng quên mất, bị nhầm lẫn với cái hoàng thảo vôi. Nên là rất xin lỗi các bạn rằng. Đấy, em giới thiệu lại tên đích thực của loại này là long tu xanh hoa tím nhé các bạn nhé. Những cái thân xanh này cho hoa bông hoa màu tím nhé các bạn nhé. Đấy, hoa rất đẹp luôn. Và còn đây em có còn ít cây long nhãn. Long nhãn có giá là 150.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, hàng long nhãn này mình chưa cắt tỉa đây. Hôm qua lấy về chưa cắt tỉa rễ. Nhưng mà trước khi gửi hàng đi thì em sẽ cắt tỉa rễ đi cho các bạn sạch sẽ, về các bạn chỉ việc trồng thôi. Đấy, đây nhá, nhìn rất sơ sát thôi nhưng mà các bạn ạ, hàng rừng chúng ta về trồng thuần một cái là cây nó lại xanh đẹp ngay mà nhé. Đấy, nó còn lấn lộn có cả đùi gà dẹt các kiểu luôn. Và tiếp theo em giới thiệu cho các bạn cái lan đùi gà đột biến. Đây là đùi gà dẹt đột biến nhé các bạn nhé. Đấy, đùi gà dẹt đột biến
cho ra hoa màu trắng, đã được trồng thuần ở trên những cây cổ thụ nhé các bạn nhé. Đấy, tình trạng là cây đang rất lên mầm rất nhiều luôn các bạn ạ. Đấy, đấy, đây, đấy, đây là hai dề nhé các bạn nhé. Thực sự là những cái này em rất sợ nó bị tổn thương. Đấy, những cái mầm con này rất mơn mởn luôn các bạn ạ. Đấy, đây nhé các bạn nhé. Như ở đây thì chỉ có hai dề như này, kể cả phân biệt ở thân là các bạn cũng rất dễ phân biệt với dòng đùi gà dẹt bình thường luôn, là thân của nó xanh hơn, lá của nó cũng xanh hơn các bạn nhé. Những cái mầm gốc này cũng rất xanh mướt luôn. Đấy, những cái mầm gốc cũng xanh mướt luôn này, và cho ra những cái bông hoa này trắng này, màu trắng đặc biệt luôn nhé các bạn nhé. Đấy, nhưng mà lúc gửi hàng đi á thì em lại không gửi kèm theo được những cái bông hoa này, tại vì những bông hoa này sẽ tàn luôn ở ngay trong hộp, nên là rất là tiếc. Đấy, nhưng mà em bán là cam kết cho các bạn bảo hành trọn đời cho cây là sẽ cho hoa màu trắng nha các bạn nhé. Đấy, bảo hành trọn đời cho cây sẽ cho hoa màu trắng. Đấy, mỗi một thân như này Ngọc Bền bán giá là 300.000 một kg nhé các bạn nhé. À, 300.000 một thân này nhé. Em xin lỗi các bạn, 300.000 một thân này. Đấy, đây là một cái thân mà nó chưa hoa. Đây là hai thân này, hai thân sẽ là 600.000 nhé các bạn nhé. Cái này Ngọc Bền sẽ tách chiết ra cho các bạn, nếu mà các bạn thích mua cả dề thì, hoặc là thích mua bao nhiêu thân thì cứ gọi điện là cho Ngọc Bền, rồi báo chi tiết về cái số lượng thân mà các bạn muốn lấy. Những cái mầm này thì sẽ phụ thuộc vào những thân nào mà nó mọc được hai mầm thì các bạn sẽ may mắn nhận được hai mầm nhé các bạn nhé. Đấy, mỗi một thân như này thì Ngọc Bền sẽ cố gắng tách chiết cho các bạn, là thân này sang năm sẽ nở ra những cái bông hoa màu trắng nhé, những thân này nhé. Đấy là thân tơ nhé các bạn nhé. Đấy, đây, những cái thân tơ. Mà việc tách chiết thì Ngọc Bền cũng trong lúc tách chiết thì sẽ có một thân già và một thân tơ để gửi kèm cho các bạn. Đây, những cái thân tơ để sang năm nở hoa đây. Đấy, cái này là như dề này là vào 32 thân. Đấy, cái này là em lúc em dán vào để tính tiền cho các lúc mua với hộ dân của họ. Đấy, rất đẹp luôn các bạn đúng không? Mùi hoa nó rất là thơm nhé các bạn nhé, rất thơm luôn. Đấy, đùi gà hoa trắng xuất xứ rừng Ca Bằng đã được trồng thuần nhé các bạn nhé. Ba chỉ bán là 300.000 một thân thôi, rất là rẻ, nên là các bạn hãy nhanh tay gọi điện đặt hàng với Ngọc Bền nhé. Chỗ này chỉ có vào 32 và chỗ này là 20 thân. Tất cả hai dề này chỉ rơi vào 50 thân để gửi cho các bạn thôi. Rồi, vừa rồi là tất cả những mặt hàng mà Ngọc Bền đã giới thiệu cho các bạn. Là tất cả những mặt hàng mà Ngọc Bền hôm nay có. Thì các bạn cần mua loại lan gì, dòng lan nào thì hãy gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của Ngọc Bền là 0984754102 nhé các bạn nhé. Rồi Ngọc Bền sẽ tiếp nhận tất cả các đơn hàng của các bạn và gửi hàng đi cho các bạn trong ngày luôn. Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.